Đây, cái hàng này thì uh, nói chung là nó 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 ngót hơn cái hàng trên kia đấy, không phải là to bằng đâu Nhưng mà đấy, đấy tùy các bạn uh, Cái này thì tôi phải nói rõ cho các bạn là Nói chung là nó cũng có nhiều cây là nó có tầm như thế này đấy Có khoảng tầm uh, gần chục cây Nhưng mà như cái hàng này là trước đấy là tôi cũng bảo cho các bạn là Ở đây nó cũng tầm 900 một triệu rồi Đấy, thân nó kém chai nước một tí. Còn à, nói chung là cũng cũng phần nhiều là nó như thế này này. Đấy, đây đi đi cho các bạn nhá. Kiểm từng cây cho. Còn nếu mà nếu mà ví dụ như là cách các bạn mua như thế nào ấy. Mua mua sạch cả ruộng. Từ những cái cây, cây này trở lên ấy thì có thể bớt cho các bạn còn 600 được. Có 70 80 cây như này. Còn nếu mà chọn đồng đều cái bọn kia lên thì nó lại cao lên một tí. Cái quan trọng nhất là cái cách các bạn mua như thế nào ấy. Còn những cái cây này mà tuyển chọn thì nó lại như cái hàng trên kia. Nếu mà tuyển chọn được chục cây thì trong 80 cây này chục cây thì nó y như cây ở trên kia. Nhưng mà vì là bán thì nói chung là chủ yếu cái cách làm việc của các bạn như thế nào ấy. À, còn bán hết cái này thì đầy chai nước đây. Đấy. Còn nếu như cái này là không không bán nẻ đâu nhá. Không phải bán nẻ đâu. Còn cái thời điểm mà mà ấy thì đây là các bạn phải so cái cây của các bạn thì cái tay như thế nào. Cái tay của các bạn như thế nào. Hàng này là hàng đào dành cho người thứ thiệt đấy. Đào đào nuôi từ bé đấy. đào nguyên bản đấy, không phải ghép đâu. Đấy. Còn đi cho các bạn xem cả từ đầu đến cuối nhá Xong rồi không lại lại tị Gốc của nó thì như thế này tôi đo lúc nãy là 20 à 20 đấy Đây cho tay vào đây phần cổ với phần đuôi nó khác gì nhau đây 18 đấy, thân 18 các cái tay này đấy đó, tại ruộng luôn đây này tức là cái công đánh và xếp xe này. những cây này bỏ đi tại vì các cái cành này nó chết rồi các cành này chết rồi trừ các cái cây bằng ngón tay này ra nhá không phải là ấy đâu đây này cứ như thế này này thì uh, giá đâu đó thì tùy theo các bạn ấy như nào nhưng mà rẻ nhất thì chắc là 600 có 80 cây 70 80 cây ừ. Các cái loại này thì cũng thôi Bé quá à. Đấy, Như các bạn mua thì nếu mà nói chung là như cái hàng xô xô xô, xô mà tán nó kém hơn đi Đấy đào nó cũng có nhiều lắm Chứ còn các bạn không thể là 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 nhìn như cái cây này mà thành cái cây mà tôi đang quay được Bác bảo không phải ghép à bác Không phải ghép Hàng này là đào nguyên bản Không phải hàng đào ghép Không phải đào rừng Hàng này hàng nuôi từ bé Nguyên bản Không phải ghép Cái đào mà đào to hay gì đây là như các bạn mà mở cái cái loại mà các bạn thấy tôi quay ấy, các bạn hay nhầm vào cái loại này. Những cái thân nó có có phải nó có được làm sao được bằng chai nước. Đấy, thứ nhất là như thế này này, cái thân nó không vàng này. Cái thứ hai cái mắt ghép. À cái 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 không phải cái mắt ghép mà cái tay ra ấy. Tại vì cái cái hàng này hàng nguyên bản ấy, cái tay ra này. Tay của các bạn chỉ nó ngón chân cái thôi. Nhưng mà tay ra này, tất nhiên là nó sẽ cái hàng này này nó sẽ ngót hơn cái hàng mà mà tự, ở trên đường. Hàng trên đường kia cái tay nó to lắm Cái tay ra ấy Nhưng mà mà nói chung là như các hàng này thì Nó cũng rẻ hơn Rẻ hơn mà so với cái thời điểm ấy Thì là nó đã rẻ rẻ nhất có thể rồi Đây các bạn tay Tay ra này Đấy, Chứ không chưa không thể so ra những cái loại mà tay nó bằng ngón tay này được đâu cái Tay ra ấy Cái đào này đào ghép à Thằng nào, thằng nào bảo đào ghép Thằng nào bảo đào ghép Đào này không phải đào ghép đào ghép cái thân của nó thì mấy cả nói chung là tôi mua mấy cả tôi ở giữa cái nàng đào này thì cái nào ghép thì tôi bảo ghép cái nào mà mà hàng nguyên bản thì tôi bảo nguyên bản còn tuy ông có thể kiểm chứng hỏi những cái người người ta cũng bán đào ấy thì xem cái loại như thế này thì đào ghép hay hàng đào nguyên bản hiểu chưa <laughs> hàng này á hàng này thì khoảng tầm ba năm bốn năm gì đấy nó tùy theo cái người chăm ấy tùy theo ai chăm còn cái tay này thì tay ra ấy. Hàng này là nguyên bản không phải hàng ghép đâu nhá. Đấy, không phải cái hàng đầu rừng ghép đâu. Ơ ừ, mâm mộ à? Ờ, bán thì cái giá mà 700 mà tôi ghi ở trên đấy là bán tất. Bán bán tất. Trừ những cây như thế này này. Đấy, còn những cái cây mà mà nó như thế này thì là là 700. Đấy, bán cả ruộng ấy không phải là bán nẻ đâu. Thì ở đây có 70 80 cây. Đấy, gốc nó thì nó cho nó nó hơn chai trai uh, chai chai tinh một tí. Đây. 7 700 một cây, nhưng mà bán số lượng không bán lẻ. Mua được càng nhiều càng rẻ chứ còn nếu mà mua 10 cây thì cháu không phải tầm 900. Đấy, mua 10 cây đây. Còn tùy theo các bạn mua số lượng như nào nhưng mà quay thì các bạn bảo là không báo giá à thì thì báo giá cho các bạn đi. Những cái hàng nó còn chưa bán này. Thì tôi bảo là cái loại này bán rẻ cho các bạn nhưng mà nếu mà các bạn mua lẻ thì không bán Mua lẻ thì nếu mà bán cho các bạn được có 2 triệu thì các bạn cũng chửi Đấy Đây gốc đây Thân này. đây Đây Tay đây Đấy trông vậy thôi Bán số lượng 700 Nhưng mà thực ra thì các bạn mua cũng thế Các bạn sẽ đòi đồng đều Đồng đều chứ không không Đây như cái cây này không khác gì cái cây ở trên 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 đang xếp xe đâu Cây trên xếp xe cái thủy nó còn bán 2 triệu nhưng mà cái thời điểm cái lúc mà nó bán này thì cái lúc ấy là giá nó cũng cao, tầm này 14 15 Tết rồi. Thì đôi khi cái tâm sự của tôi ấy thì cái thủy bảo là lúc nào mà cây người ta đi hết thì mới mới bán các cái hàng còn lại ấy. Không khách người ta so sánh ấy. Nhưng mà cái hàng của khách ấy thì là cái hàng 2 triệu ấy thì cây nào như cây ý nó đồng đều. Ở đây thì nó là thập tả thập cẩm hơn. Với cả một cái nữa tôi cũng không ấy thì mọi người nhưng mà cái hàng ở đây ấy nó cũng hơi có tí dẹp đấy không phải là không có đâu đây này dẹp này thằng mẹ nó bán hàng bảo là cái cây đào bị dẹp bây giờ đây nó có tí dẹp đấy còn bình thường như anh em mà mà ở làng đào ấy người ta bảo năm nay thì cái cây nào chả bị dẹp bị ít hay bị nhiều nhưng cây ngoài kia thì nó ít bị dẹp hơn cái này thì nó nhiều dẹp đấy, nhưng mà các cái này này thì thì nói chung là ông anh này phun thì ông anh bảo là cũng sạch dẹp rồi đấy sạch dẹp tức là nó hiện ở trên cây này nhưng mà kiểu bóp ra nó không còn con dẹp ấy. tức là dẹp nó có dẹp ở trên này nhưng mà nó chết nhưng tôi bóp ra nó vẫn có đây này bóp ra nó vẫn có mủ này tức là cái hàng này thì nó vẫn có dẹp đây này bóp ra nó có mủ này nó dẹp vẫn chưa chết không có nhiều người anh em thì tôi bảo trên là đào có dẹp thì là anh em bảo là đào năm nay thì nhà anh có dẹp mẹ cái loại dẹp trắng này nha nó cho nên thế cho nên cái 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 cái, cái đứa em cái cái, cái sáng nay ấy đây này dẹp đây này đây này đi mẹ đi đi bán cây thì bảo là cây có dẹp. Nhưng mà phải nói thật, phải nói thật cho các bạn, đây như kiểu là như cái bọn bọn dẹp ấy. Đấy cho nên các bạn mua về là những cái cây này thì mẹ khó bán cực kỳ luôn này dẹp này. Bám từ trên xuống dưới này. Đấy này nó trắng cây luôn. Dẹp ấy, nó hút cho những cái cành này nó khô đét này đẹp này. Đây này. Chết luôn Nhưng bình thường ai quay cho các bạn những cái này. Người ta bán cây người ta mẹ chỉ quay cái đẹp thôi chứ nếu ai quê cây, cây cây bảo là cây có dẹp Nhưng mà cây này có dẹp Còn nhiều anh em thì sẽ bảo là Thứ nhất là phun để dẹp nó chết rồi Mấy cái thứ hai là Năm nay thì đào nhà ai chẳng có dẹp Nhưng tôi phải nói thật ra là có những cái, cái ruộng mà Mà nó ít dẹp ấy Thì tôi phải nói rõ Còn cái hàng này thì Nói chung là cũng có dẹp Nhưng Ông anh bảo phun nó hết dẹp rồi Tức là cái này này Bóp ra ấn vào cây dậy con dẹp nó chết Nhưng mà tôi vẫn bảo là nó còn sống thế này Đấy, Nó còn sống này Bóp ra nó bóp vào nó có mủ này Đấy, mọi người thấy chưa? Là, nó vẫn còn sống Và tôi vẫn phải nói thật Nhưng mà giá thì rẻ Đấy, giá, là giá thì rẻ Phải những cây như này mà lên chậu thì ở đây người ta cũng bán 4-5 triệu nha ở ờ, tôi nói thật thì Không phải nói phét đâu Tức là ở cái nàng đào này này Những cái, cái 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 cây của người ta, người ta cho lên chậu ấy Cho nên cái chậu khoảng 2-300 Đã bán 3-4 triệu, 4-5 triệu Tôi nói thật, cho nên là ở các video tôi mới bảo các bạn ấy Là nếu các bạn mua lẻ thì nói thật ra là 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 các bạn cứ nghĩ là về làng đào là rẻ nhất nhưng không phải đâu việc bán lẻ mới bán số lượng nó khác đây gốc đây gốc thì chắc là ở trên tiktok nếu mà tôi quay cho các bạn như thế này thì chắc là mỗi mình thôi ở trên tiktok của cái hàng này <laughs> đúng không chứ sao lại chả nhìn thấy mẹ gì điện thoại của các ông thế nào ấy chứ còn tay đây này tay như này đấy cho nên là nói về cái vấn đề mà của khách ấy khách bảo vừa mua cái loại kia là 2 triệu sau này bây giờ lại bảo là bán cái hàng này mấy cả như cái cây này khác mẹ gì cây 2 triệu có cây thì bằng cây 2 triệu thật đấy nhưng mà nó cái nó nó cũng bị dẹp cây nó cũng bị dẹp và nói chung là nó kiểu nó không đèo ấy đấy có những cây như này và có những cây như này <laughs> có những cây thì nó 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 xấu hơn chứ ở kia nếu để trên đường ấy hầu như là đều nhưng mà tôi vẫn phải nói thật cho các bạn là như thế cây nó có cái triệu chứng dẹp gốc thì rất là to thẳng tưng đấy, thẳng tưng tán thì được Đấy, mua về xem các bạn có kiếm được không Theo tôi thì như cái hàng này với cả cái hàng 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 mà, mà sáng nay 500, 500 rưỡi Thì tôi nghĩ là cái hàng này nó ấy hơn Các bạn khả thi hơn Về ở đây thì nói thật ra là có những cây người ta cho lên trọng Người ta cũng bán 3, 4 triệu Còn nói sơ qua cho các bạn thì 4, 5 triệu luôn ấy Còn nói sơ qua cho các bạn thì nhiều khi các bạn mua lẻ ấy Cứ nghĩ là về, ví dụ các bạn mua lẻ quất ấy Cứ nghĩ là về làng quất thì rẻ nhất nhưng mà không phải và các bạn à, mua lẻ đào cứ nghĩ là về nàng đào thì rẻ nhưng không phải đâu. Như bọn tôi ví dụ như là kể cả anh em có sản xuất ra cũng chỉ muốn bán số lượng Bán được một cây đào này mẹ xong rồi tiếp khách tiếng đồng hồ ấy mới được một cây xong rồi cả cái ruộng này chọn được một cây ấy, thì cũng cũng phải giá phải cao lắm. À, phải 2 3 triệu giờ thật. Xong rồi tùy theo khách như thế nào ấy. Chứ còn bình thường ở trên này này nó là cái cộng đồng mở. Chứ nó không phải là giống một khách đến đến vườn ấy. Một khách đến vườn thì tôi nói thế nào thì các bạn biết Nhưng mà ở cái cộng đồng này Ở cộng đồng mở Mình có phải là mình báo cái cây này tự nhiên ích xuống đây Xong rồi bảo cây này tôi bán 3 triệu Anh em ở đây người ta chửi thối mũi Hiểu chưa Bảo là 700 Mày có mua không? 700 tao bán cho thế nọ thế kia Cho nên riêng cái cộng đồng tiktok này nó không không thể bịp được Còn nếu mà các bạn thích bán lẻ Thì các bạn cứ bày lên cho lên chậu Xong rồi các bạn bán ở địa phương Thì các bạn một đối một mấy khách Thì các bạn thích 3 triệu, 4 triệu, chục triệu cũng được nhưng mà kiểu khách nơ mơ ấy thì hiểu cái gì à, Khách nơ mơ không hiểu đâu Khách mua lẻ ai Đã không biết đâu Đôi khi rẻ quá người ta không mua Mẹ đắt lại mua còn nói sơ qua cho các bạn như thế Như cây này thì nó khả, chả khác gì cái cây Cây đang xếp xe ngoài kia cả Đấy cái gốc mấy cái thân này Mấy cái mắt này Tán tròn này Nhưng mà cái cái hàng này thì nói chung là nó hơi không đều Đấy có những cây nó còn như thế này này Còn tùy theo các bạn có kiếm được hay không thôi nhá còn có thể các về các bạn về nàng đào xem xem là nó như thế nào. Thân của các bạn thì nó sẽ bé hơn thế này nhiều. Thân nó bé hơn. Tôi thì sáng nay tôi cứ chê là cái tán như thế này thì bé ấy. Nhưng mấy ông đánh cây thì mấy ông bảo là tao không phải khen nhưng mà cái cái hàng nàng cái hàng đào này là cũng hiếm đấy. Còn tí nữa xếp xe thì cho các bạn biết. Nhưng mà khi xếp xe thì các bạn hỏi giá thì nó khó. Quá. Bán cho các bạn những cái hàng này 700 thì các bạn không hỏi nhưng mà nên kia thì là cái hàng bán cho khách đã tận 2 triệu rồi thì các bạn lại hỏi. <laughs> kiểu tâm lý của các bạn này cây ở dưới ruộng này là 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 chưa bán cho ai đâu cứ từ từ Nếu mà cây ngoài kia thì xếp xe rồi cho nên là các bạn hay hỏi hỏi thì tôi không có bán được nữa đâu mà cây của khách rồi cách đây 10 ngày còn bán được giá với cả cái giá lúc ấy nó lại khác ấy còn giá hôm nay 14 bốn năm tết rồi thì bán như thế mấy cả nói chung là như ở đây thì cái vườn này thì nó cũng không được đều cái chỗ này này nó không được đều cây thì một cây 10 thì cây kia chỉ được 7 cây chỉ được 6 thôi Nhưng mà cái quy chuẩn cây thì nó cũng như thế ừ. ờ, Cái loại này tôi nói rồi cơ mà Ở đây có 70, 80 cây Thì giá đâu đó khoảng tầm 700 Tùy theo các bạn khen tôi đẹp trai thế nào Thì có thể bớt đi một tí được cơ <laughs> Nhưng mà không không bán lẻ Gửi nghe thấy bạn bảo gửi xe hay thế nào Thì tôi nghĩ là các bạn mua lẻ Mua lẻ thì chả biết bán bao nhiêu cho vừa Ở đây đi chăng nữa thì người ta cho lên chậu Có nhà người ta bán 4-5 triệu nó Thậm chí 5 triệu luôn 5 triệu một cái cây này cho nên chậu Đấy Đấy Còn đừng nhầm lẫn giữa cái hàng hàng này này Và các cái hàng như thế này Tại vì các bạn hay xem trên tiktok hay là ở ở, ở các cái kênh bán đào các thứ này Thì nó thân nó bị như này Tức là ngày xưa nó là cái gốc như này là Xong rồi người ta cắt cành người ta bám rồi Xong rồi bây giờ lại nuôi thêm cái cái này nữa 2 năm Còn cái hàng này nhiều ông bảo là 2 năm Thực tế là 2 năm như này thì Trăm phải ác lắm Thật gốc nó bằng bằng tận như thế này cơ mà 20 18 20 đấy thế thôi nha tôi về tôi xếp xe đây cũng phải quay cho các bạn như thế thì 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 cho các bạn biết là cái hàng này như thế này còn năm nay không ấy được thì thôi năm sau còn năm nay ví dụ như cái hàng này thì đấy để cho các bạn biết là thứ nhất là các bạn so sánh cái thân của nó này cái thân của nó này cái thứ hai là cái mắt này cái mắt ra cái gọi là cái tay chia ra đấy so với các cái hàng mà mấy trăm mấy trăm ở trên mạng hoặc là ở trên hội nhóm người ta báo thì các bạn biết đấy, cái tay này này da này xong cái răm cái chi xong rồi xem, xem cây nó có khỏe hay không cây nó sạch bệnh hay không nó có nhiều lụ hay không đấy còn tầm này bây giờ cái nụ nó như thế này thì vẫn lấy được cái này nhất là cái hàng này chuyển vào lam là xịn còn ra ngoài bắc thì cái này thì nói chung là vẫn kịp nhưng mà nói chung là nó còn phụ thuộc cái yếu tố khách quan đó, tức là yếu tố thời tiết này mẹ ngày nào mà cũng cũng nắng nóng mà cả nó nó cứ như thế này ấy tôi sợ là là mẹ bọn này nó còn nở sớm ấy. <laughs> thật nó tùy theo điều kiện thời tiết nữa chứ nhiều ông hay hỏi là có kịp tết hay không thì hiện tại bây giờ nó là như thế này thì bố tôi cũng, cũng không dám nói là nếu mà thời tình hình thời tiết mà nó cứ lung ta lung tung thì nó rất là khó đây quay cho cả các ông cá lụ nữa. còn ở đây thì kể cả người ta sản xuất hay là anh em cũng muốn là cái hàng kịp tết đi nhưng mà bị các cái yếu tố khách quan đấy còn những cái hàng mà nó không kịp Tết thì về các bạn tưới nước ấm Xong rồi anh em là bảo tưới B1 Mấy cả thế nọ thế kia Tại vì những cái hàng này thì cái nụ nó rất là nhiều Nụ nó rất là nhiều này Các bạn nhìn thấy chưa Cái, cây răm ấy Răm nếu mà quay lên phía trên nữa Xong rồi là các bạn rỗ Nó cây thì nó đắc, nác đác ra hoa rồi đây này. Đấy này nụ nó to này Còn 15 ngày nữa này ờ, uh, 700 700 Hỏi giá thì tôi ghi cả tiêu đề, cố gắng đọc cái tiêu đề một tí. Đấy có những cái bông này, nụ này. này, này. Đấy. Còn à, nếu mà hỏi là có kịp tết hay không thì nói thật ra là nó nó còn tùy cái yếu tố khách quan là cái hàng à là, là là cái cái thời tiết nữa. Về nếu mà một vài người muốn tươm nó, nó lở nhanh ấy tưới nước ấm. Đấy tưới nước ấm mà người che chắn làm sao cho nó ấm. Mấy cái thứ hai nữa là 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 tưới B1 mấy cả LPK mấy cái gì gì ấy. Tí ra phỏng vấn anh em xem xem nào. Cái cách làm nó chuẩn này là, là như thế nào nhá. Đấy. Hàng này thì đấy tôi bảo rồi. Nó tùy theo là anh em lấy số lượng như nào. Đấy nhá. Đào bốc sắp xong. <laughs>